Đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong tuần qua đã khiến một số diện tích nhãn vùng trũng của xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên bị úng cục bộ, dẫn đến quả nhãn phát triển và chín chậm hơn. Dự kiến khoảng từ 7 đến 10 ngày nữa, nhãn bắt đầu cho thu hoạch rộ. Tuy vậy, nhờ có kinh nghiệm và trình độ thâm canh cao, các diện tích nhãn ở xã Hồng Nam vụ này vẫn cho sản lượng tốt với nhiều giống nhãn đặc sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Cương, thôn Lệ Châu, xã Hồng Nam là một trong số các hộ còn giữ được giống nhãn đường vèn quả vuông ở thành phố Hưng Yên. Đây là giống nhãn quý được gia đình ông canh tác từ nhiều năm nay. Mặc dù năm nay thời tiết khắc nghiệt, song chưa một mẫu nhãn đường vèn quả vuông của gia đình ông vẫn cho sai quả, chất lượng thơm ngon được các thương lái và khách quen đến tận vườn đặt mua. Năm ngoái tôi cũng được 4-5 tấn, thế năm nay tôi được ước chừng khoảng 7 tấn. Giống nhãn này khi ăn vào trong họng này thì nó cảm thấy có cái hương vị thơm như mùi mật ong. Đến giờ phút này mà nói là cứ chín đến đâu là khách hàng đến lấy đến đấy. Được mệnh danh là thủ phủ của nhãn Hưng Yên, năm nay mặc dù nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh mất mùa, tuy nhiên nhãn xã Hồng Nam vẫn được mùa riêng. Với trên 150 ha trồng nhãn, ước toàn xã đạt sản lượng trên 1.000 tấn quả, tăng gần gấp đôi so với năm 2023. Đặc biệt, nhờ chú trọng bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn đặc sản, nên đến nay các diện tích nhãn cùi cổ, đường phèn quả vuông, toàn xã đã chiếm trên 30% diện tích. Với đặc điểm vỏ mỏng, cùi dày, ráo nước, ngọt thơm, các giống nhãn cổ có giá bán cao gấp từ 2 đến 3 lần nhãn thông thường và được thị trường đặc biệt ưa chuộng. Là ở Hồng Nam này thì ít năm mà mất mùa. Chủ yếu là bây giờ vận dụng vào khoa học công nghệ sẽ đạt được cái hiệu quả cao. Như năm ngoái thì tôi chỉ đạt được coi như vậy là 9 tấn, 10 tấn thôi. Năm nay thì tôi đạt năng suất cao hơn. Địa phương nó chỉ đạo tích cực là tuyên truyền vận động nhân dân là mạnh dạn để cải tạo các cái giống nhãn, đưa các giống nhãn cùi cổ giá trị chất lượng cao vào cải tạo vườn nhãn, và đã được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cũng đã hỗ trợ cho nhân dân cải tạo vườn nhãn. Hiện tại, nhãn Hương Chi lại một tại vườn hàng quả biếu có giá khoảng từ 40 đến 45 nghìn đồng một kg. Hương Chi loại 2 có giá từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg. Các giống nhãn cùi cổ đường phèn quả vuông từ 75 nghìn đến 90 nghìn đồng một kg. Riêng nhãn đường phèn cổ có giá lên tới hàng trăm nghìn đồng một kg. Mỗi năm, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh nhãn của toàn xã lên tới vài chục tỷ đồng. Xã Hồng Nam từng bước mở rộng diện tích nhãn cổ đặc sản sẽ góp phần tạo sự khác biệt, nâng cao khả năng cạnh tranh giá trị sản phẩm nhãn Hưng Yên với nhãn của các địa phương khác.